đây là thả tí xịn nhá, không phải là thính mua láo. Thính ngon thì cá mới ngon. Với là mình bán hàng chất lượng ngon, từ con vịt trắng này trở ra con vịt đẹp. Thì đây, sản phẩm của tôi đây, đang đổi màu đây. Bây giờ nó có hai đường nhiệt, một đường giữa và đường sườn. Thấy em nhá, ở đây là cái lò này là anh nhập về là lò là bốn cánh này, đóng ra và mở vào này, đóng bên kia vào. Đây là nhiệt độ thì chúng ta đi bằng cái than này, và tiếp tục nữa là chúng ta dựa vào đồng hồ đây đi này. Đây dựa đồng hồ đây, đây đồng hồ đây, đồng hồ này là đây đồng hồ đây em nhá. Các bạn xem đồng hồ này, ở đây có hai công tắc này, công tắc là bóng đèn này và tắt, bật bóng đèn lên là sáng. Nếu mà không biết đường nhiệt ấy là hay bị hỏng cái đường bóng đèn kia, mà trong lúc nóng ấy là chúng ta không được di chuyển nhiều là hỏng bóng đèn. Cái này nó chủ đạo đây là than thôi, còn đường sườn bên cạnh ấy là chúng ta là nhiệt là chủ yếu là chúng ta lấy ở giữa, và bên cạnh sườn bên cạnh chúng ta hỗ trợ. Bây giờ các bạn lưu ý này, đi cái lò này thứ nhất là chúng ta này đứng đây là chúng ta phải lưu ý này, nếu mà bật đường bên này rồi thì nó phải hồng lên nhá, không nó xì ra mà các bạn ấy nó bùng, cho nên là phải đứng cách một đoạn nào mà lé ra, nghe chưa. Và riêng cái lò 850 như này là chúng ta phải đừng để nước nó vào, bởi vì nó có đường điện đây này, khi mà chúng ta mưa nó vào hay là chúng ta sờ vào đây là bị giật, cho nên chúng ta tránh nước vào, các bạn lưu ý điều này. Thế thì bây giờ cái như thế này thì chúng ta áp dụng công thức nhiệt giống lưu của mình, nó khác một chút thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn hong ấy là chúng ta bỏ hẳn ra, chúng ta hong và đóng lò vào chúng ta hong, và khi nào phát là chúng ta bật lên phát là xong. Đấy, áp dụng công thức nhiệt này thì nó thấp hơn cái của mình một chút, 230, nghe chưa, hong rồi đấy. Kích cây cao đây, theo công thức anh chạy bên kia, nghe nói hiểu anh nói chưa. Thế cái này nữa là ở dưới này rất là khô, thì trước khi quay ta đổ mỡ nó vào để nó còn bốc hơi nước lên, hoặc là đổ ít nước vào, đổ nước là nước đâu, đổ ít nước vào đây, hơi nước nó bốc lên nó làm mềm cái vịt. Thế nếu mà chúng ta không đổ nước vào đây thì đương nhiên nó khô rồi. Đấy, nghe nói cho em, đây mục đích người ta để xuống dưới sườn này là người ta hứng mỡ này và hơi nước bay lên, thì hơi nước khi nóng lên hơi nước sẽ bốc lên là con vịt nó không bị khô. Các bạn thấy rồi này chưa, cái lò 850 này thì trên thị trường nó có rất nhiều loại, nhưng để mà lò chuẩn thì nếu mà các em mua lò mà để ấy giá nó làm có, nhưng mà để nó sẽ bị bong bóng nhiệt và bóng đèn nó thấp hơn. Nhiệt cầu bóng này chỉ cần để không là nó nhiệt lên 80 độ rồi, và chúng ta mùa đông chúng ta để con vịt, con gà, con cá ở đây nó ấm. Thế thì các bạn chỉ cần sử dụng như này một lần nữa này, thì sử dụng này đóng lắp lò khi nào cho vịt vào chúng ta dừng này, dừng nóc, dừng vào là chúng ta đưa vào. Và bây giờ chúng ta áp dụng luôn là mình quay cái bụng ra để sát vào góc này, nghe chưa, mở lắp lò kia ra rồi đi sát vào đây, nghe chưa. Rồi xong rồi, rồi cho lốt vào đây, không sao, để cứ quay đi. Nào đây này, tôi tiếp một con nữa vào đây, mở ra cho nó quay một lúc, mở ra cho nó quay một lúc cho khe khô ra. Cái nhiệt này là nhằm mục đích cho nó khô ra ra, đóng nó lò và khô ra, và chúng ta quay một lúc cho nó khô ra ra, đóng một lắp vào bên kia vào đây rồi đấy, rồi đây hơi ấm nóng lên đúng không. Và cái trường hợp này ở đây là giáp đây này, giáp sắt này này, còn nếu mà màu nhiệt bên này mà nó đều rồi ta phải tắt đi, ta đi đường dưới. Nếu mà dưới chưa được thì tăng nhiệt lên và hạ bên này. Ta hạ nhiệt thì ta có thể sử dụng giải pháp là đóng lò vào, một hai nữa là đóng cái đường bên sườn đi. Đây là đường nhiệt bên sườn, chủ đạo là mình đi nhiệt bên sườn là nó hỗ trợ một chút thôi. Đấy, trực tiếp cái này là chúng ta đưa vào than hoa, mà khách nhìn thấy than hoa là chạy là rất là ưng. Các bạn nhìn thấy điều này nhá, hôm nay anh bảo vừa bơm lại một chút đấy, vì các em vừa rồi bơm là nó hơi lỗi đấy. Các nhìn thấy cảm giác khô chưa? Đấy, cảm giác khô một tí nữa là bắt đầu là chúng ta bắt đầu đi nhiệt. Và trước khi cắm nhiệt vào thì bắt đầu lại để khoảng tầm 3 phút và chúng ta nhìn đồng hồ. Áp dụng thời gian chính, thời gian này sẽ lâu hơn thời gian ở ngoài kia là tầm
và lúc kia nó ôm Nhật này hơn, thì nó thấp hơn thì là thời gian mình sẽ lâu hơn so với Nhật kia, từ 1 đến 2. Có hiểu bài chưa? Tức là cái này là quan trọng nhất là các em sử dụng, thứ nhất là tránh nước, tránh nước ra. Nếu nước mưa vào đấy, vì nó đây là có đường điện để nó chạy, để nó làm ánh sáng thôi. Đường điện này không phải là đường điện làm cho chín, mà đường điện này nó chỉ là tác dụng cho ánh sáng trên bóng này thôi. Còn mục đích là chín bằng hơi than hoa. Các bạn lưu ý điều này nhá. Thấy chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đóng lòng lò vào và chúng ta bật lên. Nào, ok, ôm luôn nhá. Nào. Và chúng ta đi đường điện này lên. Và chúng ta bắt đầu quan sát đồng hồ. Và lúc này chúng ta nhìn đồng hồ. Nào, nhìn đồng hồ đây. Bắt đầu nhìn đồng hồ. Và bây giờ dưới này là nhiệt lon rồi đúng không? Mở lắp ra. Này, số này là trung bình các em để cho anh này. Này, tổng cộng này. Nhá. Đúng không? Không phải đâu mà. Bán cái này mới khoe được thiên hạ biết là mình bán vịt, bán đồ quay. Nghĩa là mình thả lơm vào. Thế là thả thính vào. Để cá nó bay vào. Đây là thả tí chim nhá. Không phải là thính mua láo. Thính ngon thì cá mới ngon. Với là mình bán hàng chất lượng ngon, từ con vịt trắng này trở ra con vịt đẹp. Thì đây, sản phẩm của tôi đây. Đang đổi màu đây. Thế mọi người trên đường đấy, hàng nghìn người đi qua đường đấy, là đương nhiên ông tự marketing tài trợ. Áp dụng là 850 vào kinh doanh, cái này có thể quay được lợn luôn. Quay được lợn không thì vẫn như thế này, mà sau đó là ông phải buộc một cái thanh vào và chỉnh hai đường nhiệt là xong. Nếu để mà lợn quay luôn vẫn đẹp hơn. Quay như này gọi là chúng nó chỉ là gọi là ấy thôi, gọi là VR thôi. Còn để mà quay luôn thì chuẩn. Nhớ chưa, có bố chưa?